Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot đã được ship.vn mua tại Joma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tiếp qua website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kỳ hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình đã khui ra trước rồi, mình sẽ tiếp tục kiểm tra bên trong sản phẩm cũng như là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Đây là hóa đơn từ Choma nè. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có giấy gói. Cùng với đó là mẫu sản phẩm. Đây, bên đây là tích cơ quảng cáo của Choma nha các bạn. Và mình sẽ để cái thùng carton này qua một bên, đi đến chiếc bóp chính của chúng ta. Choma họ bảo quản chiếc bóp này với một cái lớp ni lông bên ngoài rất là kỹ lưỡng. Rồi mình sẽ mở nó ra. Đây, bên trong chính là chiếc bóp chính. Và đây là chiếc bóp mới của Tissot nha các bạn. Đây là chiếc bóp mới khá là nhỏ gọn. Rồi, để đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo bao tay vào, tránh trường hợp là mồ hôi tay nó bám lên trên bề mặt bóc nè, cũng như là sản phẩm gây mất thẩm mỹ. Chiếc bóc mới này khá là nhẹ, nó nhẹ hơn rất là nhiều so với chiếc bóc cũ. Chiếc bóc cũ thì họ có thêm hai cuốn sách catalog và cuốn sách lịch sử của thương hiệu, nó khá là nặng, nằm tầm 1 kg. Còn ở chiếc bóc này mình cảm nhận rất là nhẹ. Và đây cũng là một cái phương châm mới của Tissot và các hãng nổi tiếng trên thế giới, đó là sử dụng rác thải tái chế để có thể bảo vệ môi trường. Phía bên hông chúng ta sẽ vẫn có những cái logo của Tissot được thay đổi qua các năm, họ thay đổi khá là nhiều lần. Và bên hông hộp này chúng ta sẽ có một chiếc tem, tem này do Choma Shop họ dán lên chứ không phải là Tissot. Và Choma họ cũng đặt lại tên cho sản phẩm luôn, Tissot Couture Automatic Black Diamond Watch, để thể hiện những cái thông tin chúng ta cần. Và chúng ta sẽ có mã sản phẩm ở đây luôn. Giá niêm yết cho mỗi sản phẩm sẽ là 695 đô. Rồi, mình sẽ mở chiếc bọc giấy bên ngoài ra nha. Bên trong chính là chiếc bóp màu đỏ rất là quen thuộc của Tissot nè. Phía trên mặt hộp thì chúng ta sẽ có logo T, chữ T nè, cùng với dấu thập. Đây chính là tên thương hiệu Tissot của năm ra đời. Đây phía dưới nè, chúng ta sẽ có cái slogan mới của họ luôn, sử dụng 100% rác tái chế để có thể bảo vệ môi trường. Đó cũng là một phương châm rất là được ủng hộ trên các hãng thế giới hiện nay. Bên trong chính là thiết kế bóc mới. Bên trái chúng ta sẽ có hình ảnh của nhà máy Tissot qua các năm tại thị trấn Le Locler, Thụy Sĩ, cái nôi của ngành chế tác đồng hồ. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một mẫu đồng hồ Tissot đến từ bộ sưu tập Couturier. Phía dưới chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nữa của Tissot, khá là nhỏ và tuy nhiên nó sẽ hơi dày một chút xíu vì rất là nhiều ngôn ngữ. Rồi, như các bạn có thể thấy là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu nè, cấn móp hay là trầy xước gì. Đây, mình sẽ kiểm tra tổng thể một chút xíu nha. Đây là siêu mặt nè, siêu khóa nè, như các bạn có thể thấy. Và phía dưới chúng ta sẽ có siêu đáy. Đừng chỉ đỏ cho chúng ta biết chúng ta có một lớp siêu đáy phía sau nha. Và bây giờ mình sẽ phép mình mở lớp siêu mặt ra để cho các bạn có những góc quay nó thực tế nhất. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay, sẽ có tên là Tissot Couturier Powermatic 80. Đường kính của mẫu này sẽ là 39mm, thích hợp với các bạn nam có cổ tay 15cm, lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày là thuộc nhóm trung bình, 10.8mm mà thôi. Kính được sử dụng cho mẫu này sẽ là kính sapphire và được phủ một cái lớp chống lóa, mang lại cho mặt số cái đồng hồ với khả năng hiển thị vượt trội nhờ độ trong suốt của nó. Bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trong những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng chống xước tuyệt đối luôn. Tinh thể sapphire thì có thể ở nhiều dạng và mang lại cho đồng hồ nhiều kiểu dáng khác nhau như dạng phẳng, hình vòm hoặc là lõm. Tuy nhiên, thông dụng nhất vẫn là dạng phẳng tương tự như trên mẫu này. Vì để chế tác sapphire ở một cái hình dạng khác nó sẽ rất là khó nha các bạn và chỉ xuất hiện trên một số mẫu đồng hồ nhất định mà thôi. Mặt số của đồng hồ với tông màu đen chủ đạo mang lại cái sự huyền bí nhưng mà sang trọng. Trong quan niệm hiện đại thì màu đen mới là biểu tượng của một giàu sang và quyền lực. Tông màu này là một tông màu an toàn, không bao giờ bị lỗi thời, kết hợp được với rất là nhiều loại trang phục và sử dụng được trong nhiều trường hợp mà vẫn giữ được cái nét sang trọng lịch lãm của mình.
Rồi, về phía trên mặt số chúng ta có thể thấy là các họa tiết được chế tác tương đối là đơn giản. Các cọc số là các cọc số đơn nè, bộ ba kim độ vững đầy đủ ba kim chức năng cho chúng ta, giờ, phút, giây. Kim giờ và kim phút chúng ta sẽ được thiết kế với dạng mũi giáo khá là đẹp. Đây, vuốt nhọn về mũi giáo rất là đẹp luôn, rất là tinh tế. Ngoài ra chúng ta còn được trang bị thêm cửa sổ lịch day date, có nghĩa là lịch ngày và thứ trong tuần, rất là tiện lợi, tăng thêm cái tính đa dụng cho mọi sản phẩm của chúng ta. Phía trên góc 12 giờ chúng ta sẽ thấy ngay lịch thứ trong tuần. Và đây là không phải là chữ viết tắt mà họ viết đầy đủ luôn, một cái lịch nó khá là đẹp, hình cảnh quạt như thế này. Tuesday đây là thứ ba, có nghĩa là nó đang thể hiện đây là thứ ba. Phía dưới đây chúng ta sẽ có cửa sổ lịch ngày cũng tương tự như vậy ở góc 6 giờ, rất là tiện lợi cho chúng ta quan sát, với cái nền màu đen và tông chữ màu trắng cực kỳ nổi bật. Phía trên chúng ta sẽ có dòng chữ Powermatic 80 luôn trên lịch ngày nha các bạn. Đây là cổ máy bên trong, lát nữa mình sẽ nói sau về tên thương hiệu cũng như là năm ra đời sẽ được đặt ở góc 12 giờ, góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ, một cái thiết kế khá là hiện đại. Ngoài ra chúng ta có để ý thấy, nếu mà chúng ta để chú ý kỹ thì ở trên không những là bộ kim giờ và phút được trang bị lớp phủ luminoid, mà các cọc số của chúng ta ở phần đáy cọc chúng ta cũng sẽ có một cái chấm nhỏ đây được phủ luminoid, có nghĩa là lớp dạ quang. Để sử dụng cái lớp dạ quang này hiệu quả, các bạn cần phải phơi chiếc đồng hồ này dưới trời nắng mạnh khoảng từ 15 đến 20 phút để có thể sạc đầy, và khi đó nó sẽ phát huy tác dụng vào trong các điều kiện thiếu sáng, giúp cho các bạn có thể quan sát thời gian rõ ràng hơn rất là nhiều. À, có một cái điểm nhấn đặc biệt nữa là phần đuôi kim dây nha các bạn. Đây, các bạn chú ý nè, đuôi kim dây chúng ta sẽ có một cái lớp phủ luminoid hình biểu tượng chữ T, logo chữ T luôn của Tissot, rất là đẹp và ấn tượng. Về phần viền benzen và khung vỏ, chúng ta sẽ được hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ 316L. Đây là một loại thép có khả năng chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L nó cũng chống lại được các đặc tính từ tính, là một khả năng khá là quan trọng đối với đồng hồ cơ khí nha các bạn. Bên trong khung vỏ này sẽ là bộ máy Powermatic 80.111 cho cái khả năng trữ code lên đến 80 giờ. Đây là một cái cải tiến sáng tạo vượt trội hơn so với đối thủ rất là nhiều của Tissot. Rồi, về phần thiết kế, các bạn có thể thấy là viền benzen sẽ có chế tác đánh bóng toàn bộ, mang lại cái hiệu ứng mắt sáng khá là tốt khi chúng ta di chuyển cổ tay nè. Và phần hông này, phần thân vỏ như các bạn có thể thấy là sẽ xen kẽ giữa chế tác đánh bóng và chế tác đánh phay xước ở hai điểm khuyết này. Đây cũng là một trong những cái điểm nhấn nổi bật của Tissot. Mỗi bộ sưu tập của Tissot khi mà họ cho ra đời thì đều có một cái điểm nhấn nhất định và một cái độ nhận dạng bộ sưu tập. Không phải là nhận dạng thương hiệu mà là nhận dạng bộ sưu tập nha các bạn. Nghĩa là mỗi bộ sưu tập nó sẽ có một cái điểm nhấn riêng, và khi nhìn vào thân vỏ các bạn sẽ xác định ngay đó là bộ sưu tập gì. Như ở trên mẫu này chúng ta sẽ thấy là đây là hai điểm khuyết bầu dục như thế này, chính là điểm nhấn của bộ sưu tập Tissot Couturier, một cái điểm nó khá là thể thao nè và nhìn nó rất là trẻ trung hiện đại, xen kẽ giữa nè chế tác đánh phay xước và chế tác đánh bóng rất là tinh tế nha các bạn. Phần lớp của chúng ta sẽ hơi lớn một chút xíu, nó sẽ đưa ra và nó tạo cái cảm giác rất là ôm tay như các bạn có thể thấy đây. Thì phần lớp thì chắc chắn là chúng ta sẽ được đánh phay xước, nó tạo lên một cái điểm gì đó nam tính mạnh mẽ và chắc chắn trên cổ tay của nam giới hơn khá là nhiều. Tiếp tục nói về phần dây đeo, chúng ta sẽ có một cái dây đeo da khá là trẻ trung, thanh lịch nè. Thông thường là da bò trơn hoặc là da bò dập vân cá sấu sẽ được dùng trong thiết kế của dây da đồng hồ Tissot. Như trên mẫu này chúng ta sẽ có da bò trơn. Để mang lại cái thẩm mỹ và độ bền cho dây đeo thì đối với lớp da này phải trải qua một cái công đoạn xử lý thủ công cầu kỳ, đó là thuộc da. Phương pháp này nhằm để diệt sạch vi khuẩn ký sinh trên da nè, do vậy nó có tác dụng tránh gây kích ứng cho tay người đeo và làm bóng bề mặt da. Đây, ở mẫu da này chúng ta sẽ thấy là da màu đen với đường chỉ màu cam cực kỳ nổi bật, tăng thêm cái điểm nhấn cho dây đeo rất là đẹp. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa bướm với nút bấm khá là tiện lợi và tất nhiên vẫn còn nguyên siêu. Trên mặt khóa chúng ta cũng sẽ có logo chữ T, tăng cái độ nhận diện cho Tissot khá là mạnh luôn. Phía sau dây chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời nè, size dây và độ dài dây, thậm chí cả mã dây luôn nha các bạn. Rồi, đây bên đây cũng vậy, chúng ta sẽ có kích thước dây là 22-20 và chiều dài dây. Về thiết kế mặt đáy chúng ta sẽ thấy được một thiết kế khá là quen thuộc với thiết kế đáy lộ máy như thế này. Các bạn có thể thấy nè, thiết kế đáy lộ máy với chiếc Rotom màu đen khá là nổi bật. Và tất nhiên còn nguyên siêu, đường chỉ đỏ chúng ta biết nha. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy ngay các thông tin nãy giờ mình cũng có nói rồi nè. À, còn một cái khả năng thông tin kháng nước nữa. Về khả năng kháng nước trên mẫu này sẽ là 100m nha các bạn. Đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa, rửa tay. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý về cái việc tiếp xúc với nước. Thì đó là những cái lưu ý mà mình trong quá trình sử dụng á, mình lưu ý với các bạn hai điều. Thứ nhất là về đi mưa. Nếu trong mình đi mưa, nếu các bạn được thì các bạn nên tháo chiếc đồng hồ ra, bảo quản bên trong ba lô túi xách, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều.
Vì thứ nhất là nước mưa mang theo rất là nhiều chất bẩn, vi khuẩn này sẽ bám lên trên đồng hồ, và đây là dây da sẽ rất là kỵ nước nữa. Đó. Và khi mà nước mưa nó bám lên trên nấm vặn chính này của chúng ta, đây là nấm, cũng là cái nấm để lên cót luôn nha các bạn. Do đó các khi các bạn vô tình không để ý, các bạn lên cót khi mà nước nó vẫn chưa khô hẳn thì nước nó sẽ vẫn theo cốt tay đi vào trong máy được nha. Lỗi này thì gặp rất là nhiều lần. Trường hợp thứ hai đó là khi các bạn rửa tay thì tuyệt đối các bạn không được rửa tay dưới vòi nước trực tiếp, vì khi đó thì nước nó sẽ xối xuống khá là mạnh và áp suất nước rất là lớn, lớn hơn cái miếng ron cao su bảo vệ bên trong, và nước vẫn có thể xâm nhập vào bên trong. Đó là hai lỗi thường gặp nhất trong quá trình sử dụng. Mình sẽ nhắc kỹ cho các bạn điểm này. Về cái khả năng kháng nước này thì tất cả các vỏ đồng hồ của Tissot đều trải qua một số bài kiểm tra, là bao gồm cả kiểm tra khả năng chống nước. Thì Tissot kiểm tra cái khả năng chống lại các tác động và áp lực của đồng hồ, cũng như là sự xâm nhập của chất lỏng là khí và bụi, bằng cách tái tạo lại các điều kiện thực tế mà đồng hồ có thể gặp được trong quá trình sử dụng. Đó là cách mà Tissot họ kiểm tra. Rồi, đó là về phần thiết kế mặt đáy, các thông tin. Chúng ta xem chúng ta còn thông tin gì nữa không. Stainless steel nè, thép không gỉ mình cũng có nói rồi nè. Rồi, kính sapphire, những cái thông tin mình cũng đã trình bày hết rồi. Nãy giờ Quỳnh nói cho các bạn về cái chiếc tắt này. Đây là chiếc tắt của đồng hồ. Mã sản phẩm này sẽ có mã là T035.407.16.051.03. Trên tắt thì chúng ta cũng sẽ có thêm số series. Và các bạn có thể đánh chính xác các mã sản phẩm này vào trang chủ của eShip.vn để có thể mua được sản phẩm này với giá tốt nhất. Hoặc các bạn có thể đánh T035 vào trang chủ của eShip.vn để có thể mua được các sản phẩm khác thuộc bộ sưu tập của Tissot Couturier này. Phía trên đây chúng ta sẽ có thêm một số thông tin như là stainless steel nè, khả năng kháng nước là 13, cái này 100m, sử dụng bộ máy cơ khí Powermatic 80 và được sử dụng kính sapphire với lớp phủ chống lóa. Đây chúng ta sẽ thấy ngay cái dòng phía dưới nhỏ nhỏ phía dưới nè, là lớp phủ chống lóa nha các bạn. Và phía sau tắt thì chúng ta sẽ có tên những thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời. Rồi, đó là những cái thông tin mình muốn truyền tải đến các bạn ngày hôm nay. Và nhìn chung, tóm lại thì chúng ta sẽ thấy là chiếc đồng hồ này sở hữu một cái phong cách rất là nam tính, mạnh mẽ với thiết kế hiện đại. Tính thực dụng của nó được thể hiện qua bộ lịch ngày và thứ trong tuần, cung cấp thời gian hiện hành chính xác với vẻ ngoài không bao giờ bị lỗi thời. Phù hợp với các bạn nam đang theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại và vẫn đáp ứng được cho những cái nhu cầu công việc bận rộn hàng ngày. Rồi, đó là một số cái góc quay thực tế về mẫu sản phẩm Tissot ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn nếu bạn nào đang quan tâm đến dòng đồng hồ Tissot nói chung và mẫu Tissot Couturier này nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.